bần thân. Cặp thổ công tao quân thơ thần long mạch cặp cung thỉnh các chữ vị chân linh lịch đại gia thiên tiền tổ cúc cung ya bốn lễ. Thank you.
dặn đạo sư A Di Đà Như Lai. Quan Âm Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Ni Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát Thủ Trì Kim Tích Trượng Chân Khai, Địa Ngục Chi Môn Trường Thượng Minh Châu Chiếu Triệt Đại Thiên Chi Giới U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bát Tư Lăng Đàn Khai Hoa Cái Tân Chim Giải Diệu Liên Nguyễn Hữu Ba Nguyễn Thị Phê Nguyễn Hữu Linh Nguyễn Hữu Luân Nguyễn Hữu Trường
Nguyễn Hữu Thư hạ sinh ngoại tôn Diệp Thị Tám, Diệp Thị Phương, Nguyễn Đức Ý, Dũng Ý, Nguyễn Thị Đăng hợp đồng Ý, phai gia dương môn quyến Ý, đặng chúng quan ân cần thành tâm tiến lê thiết vi vu lan Ý, cầu siêu trình tiến Ý, thần hoa minh Ý, tài mã cung đầu tiên chư chân linh của ông Nguyễn Hữu vừa Ý, Ý, kỷ ngày mùng 1 tháng 1 cập cung đầu tiến tài mã chân linh cụ bà Nguyễn Thị Trăm kỷ nhật ngày mùng 8 tháng 4 cập cung tâu tiến tài mã chân linh cụ bà Phán Đoàn kỷ nhật ngày 23 tháng 9 cập cung thỉnh tâu tiến tài mã cụ Phán cụ bà Phán Đoàn huy kỷ ngày 21 tháng 3 cập cung tâu tiến tài mã chân linh cụ ông Nguyễn Hữu Ý Dâm Tự Phúc Hải kỷ nhật ngày 11 tháng 9 cục mà cặp cung đầu tiên tài mã cụ Ý bà Nguyễn Thị Họp mà hiệu diệu Ý nhàn kỷ nhật ngày 26 tháng 10 cặp cung đầu tiên tài mã chân linh cụ Bùi Thị Loa hiệu diệu Nam kỷ nhật ngày 23 tháng 9 cặp cung đầu tiên tài mã chân linh cụ ông Nguyễn Ý Văn Ý Pha kỷ nhật ngày 16 tháng 7 cặp cung đầu tiên tài mã chân linh cụ bà Nguyễn Bà Thị Dạ kỷ nhật ngày 26 tháng 2 cặp cung đầu tiên ông Mạnh Nguyễn Hữu Ý Giác kỷ quên đi rõ cặp cung đầu tiên tài mã chân linh nhà Nguyễn Văn Ý Đăng Ý Tự Phúc Thiện kỷ nhật ngày 29 tháng 2 cặp cung đầu tiên ông Mạnh Con Nguyễn Hữu Mạnh kỷ nhật ngày 22 tháng 7 cặp Nguyễn Thế Tuấn kỷ nhật ngày 22 tháng 7 cặp cô Đỏ bé Nguyễn Thị Lan Hiệu Diệu Tân kỷ nhật ngày mùng 2 tháng 10 nhất tâm văn hương nhất triệu nhất thỉnh nhất nai lâm nhân sinh hào tử nhất cô chu chiêu chiêu mồ mộ thí thượng lưu cô chu pha liễu kham tu bộ nhân sinh tử liễu vạn sự hiệu ai các chư vị chân linh lịch đại gia tiên tiền tổ cặp các chư vị chân linh nay mùa vũ lan tháng 7 chúng con xin ý thiết lập đàn tràng cầu siêu trinh tiến tài mã minh xin đốn phao trần thế phất thổ tây quy nhật thức mất thổi thiên thu vĩnh biệt tư niệm cổ não đặc thân tiến bát do thị phần lương đương không chiều thịnh nhất các chư vị chân linh gia tiên tiền tổ thừa tam bảo chi diệu lực trường mỹ mật chi chân ngôn thử nhật kim tài lại lâm pháp hội nhất ni nhất tâm văn hướng nhị treo nhị thính nhị lại lâm nhân sinh các tự thái hoa phong chiều chiều mộ mộ luyến hoa tùng thái đắc mách hoa thành mật nào đau đầu tấn khổ nhất chàng không đón vào trần thế phất thụ tây quy nhân tương bất nổi thiên thu vĩnh biệt tự niệm cổ não đặc thân tiến ý bạt do thị phần lương đương không chiều thịnh nhất các chư vị chân linh gia tiên tiền tổ di nguyện nón như tại nhật phách nhược sinh thời mảng pháp lực chi hoàng thâm trượng phật tử nhị dân chi giang phó đàn tràng chứng minh công đức nhất tâm phản hướng tam triệu tam thịnh vong hồn tam lai lâm gia tiên tiền tổ thân chung hữu biệt tổ tiên nay con cháu nghĩa chẳng ra phân đi nhân tình từ điệu đồng lắm tu đại hạn lại thời đốn pháo trần thế vất thủ tây quy
nhất thì nhà thương bắt nói tiếng thôi vì việc tư niệm cổ lão đạt thân tiến đi bát là thứ thì phần lượng đường tư chiều thịnh nhất chư vị chân linh thừa tam bảo chí diệu lộc trường bí mật chí chân ngôn thử